Bữa nay khối thứ nhất cả nhà nhé, khối thứ nhất này. Tao tao cứ ngồi về đến nhà nhưng phải cứ mặt đất lên. Một mạch 3, một mạch 3, một mạch 30. Vành vành cho tầm 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 7. 88. Vành 88 cả nhà nghe, vành 88 này. Vành 88. Đây, chúng ta xung quanh thân cho cả nhà xem. Đây có một cái u, đây có một cái u là như thế này, nhưng đây cái thân nó hơi bị lõm vô như thế này, nhưng không phải hư đâu cả nhà này. Bị lõm vô thôi nhá. Bị lõm vô này. Cái không bị hư hỏng chi hết. Không bị hư hỏng gì hết cả nhà nhé. Đây này. Rồi về phôi số 2 này, phôi số 2. Rồi đây phôi số 2 nhá, phôi số 2. Phôi số 2 tao 3m25. 3m25. 1m25 này. Vành 72. Vành 72. Vành 72. Cây cũng không bị hư gì hết cả nhà nghe, không bị hư hỏng gì cả. Cây nguyên vẹn đẹp.